Chúng ta lập trình bày là tính tổng n số nguyên với n được nhập từ bàn phím, thì mình khai báo các thư viện cơ bản để sử dụng CNCL á. Thì đầu tiên là mình lưu vào là tổng đó, mình lưu vào S thì mình khai báo là S. Rồi mình có biến n, mình có biến y là cái biến lập. Thì đầu tiên là mình suy out ra, bạn muốn nhập bao nhiêu số? Rồi thì cho người ta nhập cái số nguyên cần nhập vào, thì mình suy in, mình lưu vào trong cái biến n của mình. Rồi đầu tiên là S, đầu tiên là mình cho nó bằng không, mình mới lập, tiến hành mình lập là khi mà ta nhập n lên rồi đó, mình cho y chạy từ không, y nhỏ hơn n. Vậy y từ không mà nhỏ hơn n thì nó lập bao nhiêu bước các em? Y từ không tới nhỏ hơn n là lập bao nhiêu bước? Có phải n bước không? Tính luôn không tức là một, mà tới nhỏ hơn 5 là tức là 1 tới 4 thì có phải 5 bước không? Tính luôn số 0. Thì tiến hành bắt đầu là nhập n số. Còn nếu không á thì các em cho là y chạy từ 1 thì nó phải nhỏ hơn bằng cái gì các em? Bằng n. Rồi. Mình sẽ out ra. Rồi mình sẽ out ra. Nhập vào số thứ y đi ha, thứ y là tức là thứ y là số thứ nhất. Rồi mình cho dấu hai chấm vô, chấm phẩy. Thì ở đây á thì các em sử dụng một cái biến trung gian nào cũng được. Thì ví dụ mình tạo ra một cái biến x đi. Rồi x là cái biến trung gian, mình lưu vào, mình nhập vào x. Rồi x tức là mình xin, xin là x vào. Lúc đó thì đầu tiên mình gán cho s nó bằng 0. Thì lúc này các em gán s bằng s cộng cho biến x. Được chưa? Rồi, mình cộng dồn vào. Sau đó là mình xuất ra tổng các số vừa nhập là, thì đã mình lưu trong cái biến S rồi thì mình xuất kết quả ra là S là xong. Bài này cũng rất là đơn giản. Thầy chạy chương trình ha. Thì mình lưu bài này là bài 10 các em. Rồi. Thầy chạy chương trình. Thầy hỏi bạn muốn nhập bao nhiêu số, thì thầy nhập vào là 3 số đi. Nhập số 3 vô. Số thứ nhất thầy nhập là 3, số thứ hai là 4, số thứ ba là 1. Thì như vậy 3 cộng 4 cộng 1 là bằng bao nhiêu? Về kết quả của mình là có phải là 8 không? 8. Hai các em. Thì cái bài này á là mình muốn nhập vào n số và mình vừa nhập vừa cộng. Đầu tiên gắn s bằng 0, s cộng dồn vô x. Là cái mỗi một cái số mình nhập á, là nó lưu vào trong x rồi mình cộng dồn, mình xuất kết quả là xong. Bài này cũng tương đối đơn giản, chủ yếu là chúng ta thực hiện cái dòng lệch for này, là mình hiểu vào for và cái cộng dồn là xong các em. Thì ở đây chúng ta sử dụng biến s nè, biến n nè, biến y nè, biến x, thì các em phải khai báo đủ biến. Cái bài này là nó thiếu cái gì các em? Gì thân vậy? Hình không ha, chạy lại. Mình nhập vào 5 số. Đó, ví dụ như 1 3 1 1 1, kết quả mình tổng lên là 7. Rồi, chúng ta tiến hành thực hành bài tập.